Ion, Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Ủa sao đây chuột dữ vậy? Dạ. Nó gồng tim. Rồi, em ơi các anh, chúng ta sẽ đến với căn phòng số 1 ạ. Phòng khám phá vật chất ạ. Phòng thứ 1. Anh là số 1 ạ. Phòng y tế. Phòng vật chất. Wow. Yeah. Wow. Ở đây thì chúng ta đang ở một căn phòng để tìm hiểu một thế giới rất là rộng lớn đúng không ạ? Dạ. Thì ở đây, tại căn phòng này, Sơn là tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu đã tài trợ nội dung cho trung tâm và cũng như tài trợ một trò chơi. Gọi là bóng đá hạt để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của những cỗ máy gia tốc này. Dạ. Mời các anh chúng ta sẽ đến với cái khu vực trải nghiệm này ạ. À. Dạ vâng. Dạ. Wow. Dạ. Có biết các anh có thích đá banh không ạ? À? Trời ơi, tụi em là những cầu thủ xuất sắc. Vậy là banh thường em còn chơi banh đũa rồi nữa. Dạ vâng. Thế thì bây giờ trò chơi này sẽ giúp cho các anh có thể thể hiện được tài năng của mình đó ạ. À. Dạ. Thế thì ở đây chúng ta đang có hai quả bóng, chính là hai hạt proton. À, và sẽ có hai người chơi sẽ đứng ở vị trí. Dạ. Và hai anh sẽ cố gắng đá cùng một lúc sao cho hạt và bóng này có thể va chạm vào vị trí trung tâm. Khi đó các hạt gặp nhau, va chạm với nhau, nổ tung ra và chúng ta sẽ thấy được những hạt nhỏ hơn được sinh ra và đường đi của sẽ được hiển thị trên mặt vâng. đất. Vâng, hiểu. Dạ. Hiểu. Nào một pha chì bóng nào, 1, 2, 3. Đã đúng rồi. Hiểu. 2, 3. 2, 3. Banh em đi rồi, mất tiêu rồi, để em lượm banh lại. Mày vậy rồi. 1, 2, 3. Rồi, đủ rồi. Dạ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được mức năng lượng cao nhất đâu ạ. À. Hiểu rồi. Thử lại đi. Trời ơi. 1, 2, 3. Đó, cao đó. Đưa luôn đá chính giữa nè. Đá bóng đá chính giữa mà, đi đường chính giữa nha. 1, 2, 3. Anh ơi, anh già rồi, anh không cãi gì chứ trẻ. 1, 2, 3. Cho ba đang chạy nè. Anh ơi. Banh mà nó là sao quá. Anh coi nè. Đánh banh đàng hoàng. Rồi 1, 2, 3. Nó cứ lạng chạy đi xa, chạy đi xa. À, phải chậm. 1, 2, 3. Bye, have a great time. Chị ơi, ba này nó sao anh không có gì? Anh đánh đầu được không? Được. Ok mà. Vậy, 1, 2, 3. Chia bên này nó liền rồi chạy đâu điện tôi. Khó quá, anh Huy với anh Giang đá đi, anh Huy với anh Giang đá đi. 1, 2, 3. 1, 2. Anh ơi, thật sự là anh có đáp anh không? 1, 2, 3. Cái bị liệt, cái bị liệt là gì? À, cái chỉ điểm của nó dưới chân anh gà ăn lùi ra. Rồi, 1, 2, 3. Chị ơi, mình bỏ con này nè. Chị thích chị. Ba, hai, một. Gọi là trái đất và tài nguyên thiên nhiên. Và ở cái phòng này có một mô hình rất là đặc biệt, nó tên gọi là mô hình gió tăng hóa. Dạ. Nghe cái tên gọi là chắc là chúng ta cũng đoán được chúng ta sẽ cảm nhận được điều gì tại cái phòng này đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ cảm nhận mức gió tăng dần từ cấp 4 đến cấp 12. Trời ơi. Và thông qua đó chúng ta có thể nâng cao được cái tác hại về những cơn gió bão này đối với cuộc sống của con người như thế nào. Dạ. Mời các anh chúng ta sẽ thử trải nghiệm đi ạ. Em rồi. Dạ. Để em dạng đi. Đúng rồi. Bằng anh vô đi phòng gió hơi khắp khó người mọi người. Rồi. Anh là trắng cho em bắt đầu là như một sao làm. Mẹ ơi. Nghe hồi xưa đi học trường sẽ có điện ảnh là có dạy ví dụ như là đi trong giông bão mà cấp 1, cấp 2 thì bình thường nhưng mà lên cấp 5 là đó bây giờ mẹ học hành đó. Còn cấp 15 là người ta cấp 12 là anh còn muốn chết rồi. Người là cấp mấy đây? Tốc độ này cấp là cấp 6 thôi. Cấp 6. Dạ, phía bên đây là tốc độ gió, còn phía bên này sẽ là cấp 7 rồi nha. 8 rồi.
Rồi, thổi giấc sói đầu anh luôn á. Oh my sweet baby. Cái này chắc gỡ ảnh này hay ảnh do anh bự con quá, phải là gấp 100 á. Không có đâu, tại anh sống sống trong sóng gió quen rồi. À. Nhưng nhìn ảnh rất là bình tĩnh. Cảm giác của anh như thế nào ạ? Dạ cũng bình thường, tại vì mọi người biết là ở đây là một cái mô hình để mình cho chúng ta hiểu được cảm giác cái thứ chứa thực ra ngoài đời á. Gió mạnh lắm, khủng khiếp hơn nhiều. Nó có gió, nó có bão, nó có sự cay đắng, nó có sự cô đơn, rồi nó có nguy hiểm. Ở đây mình chỉ đứng trải nghiệm vậy thôi. Rồi hả? Ở ngoài là một cấp 10 thôi là lạnh sống lưng. Ngày hôm qua mình ngủ có cấp nào đâu? Cấp 4 năm á anh. Ờ, 4 năm không nổi luôn. 4 bài người luôn. Nói chung là mình trải nghiệm để mình biết được cái sự khổ cực của bà con khi mà phải gặp gió bão. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ ra phòng hỏi ạ. Dạ đúng rồi. Đây là thế thì các anh muốn lưu lại những cái khoảng khắc đẹp như tại cái phòng này để chúng ta sẽ có phần phi hành gia để chúng ta có những bức hình ấm được là cái phòng số 4 này. Sau phòng số 4 này mình sẽ đi đến phòng nào vậy? Dạ đến với phòng số 6. Và tại đây chúng ta sẽ xem một sơ đồ về điện áp cho em rất là thú vị. Wow, điện áp. Dạ, điện áp. Chúng ta sẽ đến với căn phòng số 6. À. Nếu như có một cơ hội để chúng ta lên trên sao hỏa thì liệu rằng ở trên sao hỏa nó có khác gì khi mà chúng ta ở trên mặt đất hay không? Để em. Dạ, thì chúng ta sẽ thử ạ. Dạ. Trên sao hỏa em nặng có Ủa? Nặng có 22 kg. Dạ, chưa đến 25 kg ạ. Bây giờ mình quay trở về trái đất của chúng ta đi ạ. Xem thử như thế nào ạ. Công khai cân nặng. Sao? 70 kg. Ồ. Lên nó giảm cân dữ ha. Lên nó giảm cân dữ ha. Khi mà mình lên trên sao hỏa thì mình sẽ cảm giác nhẹ hơn. À. Và mình chỉ có bằng 1 phần 3 lần khi mà ở trên trái đất thôi ạ. Mặc dù khối lượng chúng ta không thay đổi ạ. Đó là do vì sao? Điều gì khiến ta tồn tại trái đất này? Đó chính là lực hút trái đất. Đúng rồi. Vì sao trái táo nó rơi xuống đầu mà nó không bay lên trời? Đó là do lực hút trái đất. Ồ. Tại sao chúng ta có thể gặp một cô gái mà chúng ta không gặp chàng trai? Đó là do biên tập. Là do biên tập. Đó là do lực hút giới tính. Wow. Thế là do biên tập chứ. Kìa, lực hút chị Thắm. Ủa? Gì vậy? Lắc. Rồi, đi xem anh. Đồng hành cùng nhau suốt hành trình 20 chặng của hai ngọc đêm, cho nên không ai hiểu với ba Lê Thị Bắp và bé Tư với chị Hai hơn người già trùng gian. Hẹn gặp lại khán giả ở mùa 3 nhé. À mà khoan, để hiểu về vũ trụ là một cái tầm khác rồi, phải mình hiểu rồi. Bây giờ nói anh đối một câu thì em chưa chắc em trả lời được. Không phải là vũ trụ đâu, cuộc sống thôi. Câu gì anh? Con mực mà đem phơi khô mà đang dùng biển, nó mong đối dùng biển này. Con mực đem phơi khô gọi là gì? Mực mà đem phơi khô gọi là cô mực. Cô mực đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi, em nghĩ vậy mà sợ quá không dám trả lời. Đúng chưa? Đúng rồi anh, cô mực. Con tôm. Cô mực đem phơi khô rồi gọi là cô mực. Dạ. Con tôm đem phơi khô gọi là gì? Gọi là tôm khô. Tại sao không gọi là khô tôm? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Ghê chưa? Tại sao không gọi là khô tôm hả? Mà gọi là tôm khô. À. Tại sao ta? Lắc không? lắc đó. Hành trình tiếp theo chúng ta sẽ đến siêu thị chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nay. Vậy bình thường các anh đi siêu thị vào những dịp gì? Đi mỗi ngày, rất có nấu ăn. Anh là đi hoài, anh dắt con đi rồi đi mua đồ cho vợ, lúc vợ đẻ, lúc vợ có bầu cũng đi siêu thị mua đồ. Siêu thị đối với tôi nó giống như là một kỷ niệm vậy đó, hồi nhỏ á. Dạng dưới quê á, thay vì có chỗ khu vui chơi á, thì là mẹ nó cả nhà đi siêu thị là giống như là đi chơi luôn vậy á. Tại trong đó nó mát. Nó mát rồi cho có cái này mới lạ ngắm nhìn vậy đó.
Rồi lớn lên thì cũng hay đi, đi cũng rất nhiều siêu thị để mua đồ, để tìm đồ, để nấu mấy cái món mình thích, hoặc là những cái món rất là lạ. Vào dịp Tết các anh sẽ mua sắm những gì trong siêu thị? Thì cái gì cũng có, nói chung là siêu thị Trường Giang đi mỗi tuần mà. Cái gì? Mỗi tuần. Tuần nào cũng có đi hết trơn á, đồ mua tất cả các loại, cái gì cũng có. Yeah. Mà hay đi siêu thị gần qua Sông Hành á, đường Sông Hành á, tại vì gần nhà hàng á. Yeah. Cái gì đó. Thôi thì đi bên quận 7, tại vì đi tập ở đó mời sẵn tiện là em ghé qua mua đồ nấu ăn cho mình luôn. Còn Tết thì sẽ ghé mua cho má nữa, tại má hay làm mấy món thịt kho hộp vịt đồ đó. Nên sẽ tiện tay là ghé mua dầu ăn, rồi mua đường muối, trứng cho mẹ. Em thì không có đi siêu thị, chỉ đi chích ngừa. Cái đi ngang siêu thị ở trong, tại trong siêu thị nó có cái chỗ chích ngừa. Ủa? Đâu đâu anh? Siêu thị nào vậy? Vô chích ngừa cái còn đó giờ muốn đi siêu thị rồi đâu không biết nấu ăn, không biết mua đồ. Dạ đúng rồi. Em cũng không biết nấu ăn nên là cũng ít đi siêu thị. Có đi siêu thị điện máy thì có đi, siêu thị điện máy thì có đi. Anh thì đi siêu thị với vợ nhưng mà đa số là vợ nấu. Mình cũng ít đi đúng không? Dạ, em vậy là bộ ba hoàn hảo rồi. Ít đi siêu thị. Ở đây cũng gần á, để em kêu vợ em qua nấu cho mình. Vậy hả? Trong suốt hành trình 2 ngày 1 đêm, các anh có nhớ chúng ta đã đi nấu ăn ở chặng nào không ạ? Hà Giang, qua Hà Nội. Đúng rồi, Hà Nội. Bún riêu với lại vịt đúng rồi, của mẹ. Hà Giang nữa, Hà Giang. Rồi xong anh đá cái chảo đó. Ở đó trời té đập đầu tưởng đi luôn Hà Nội luôn rồi đó. Trời ơi không, từ đó không có nước thì em sao, trong đến khô nước rồi may đấy. Hà Giang là không có thi nhưng mà Hà Giang là nấu buổi sáng qua trưa anh kho thịt kho tiêu đó ngon, đó là làm lụi làm đại 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 ngon ha, thịt kho anh kho ngon ngon quá à, ngon quá mấy thịt nữa nè, ngon quá nè, rồi rồi ngon nhất nhất nha. Bữa cơm này bữa cơm bình thường của gia đình thôi, ngon ngon nhưng mà rất là ấm áp. Ngon lắm. Trời ơi. Giòn quá ha. Rồi ngon quá. À. Nè. Cái này của Huy nướng nè. Giòn ngon ha. Ngon ha. Thịt có 10 điểm. Rồi hai anh, hai chị Mùi, hai tấm cám đi xin cơm nhớ không? Cơm đi ra. Xin cơm mà xin về chị đó đẻ đứa con luôn. Đây nè, chị bớt đi em bồng con giùm chị cho. Đấy chị ơi. Đây là cháu chị đây. Dạ rồi. Trời ơi. Này. Em à, hay là... mà cười lại vậy là... làm gì anh? Không ý gì hết á. Ra nét vậy thôi. Thấy tụi tôi vậy thôi chứ tụi tôi hiền lắm. Đúng quá. Đúng quá. Nè gì nè, gì ẩm đi. Qua đây với gì? Dạ cảm ơn chị, dạ rồi. Cảm ơn chị. Đi ạ. Em phép Ủa em quên. Trời ơi. Quay lại em tưởng con em không? Trời ơi, quên. Dạ. Rồi bye bye nha. Em cảm ơn chị. Dạ bye bye. Bây giờ ở bên nhóm của em biết nấu ăn không? Hiếu biết nấu không? Dạ không, em không biết nấu. Em thì cũng sương sương thôi chứ không phải là biết đâu nha. Ừ, ok, bây giờ có đại dễ đi, thôi. Đại đi, dễ thôi. Làm được, ăn được á, chứ nó không ngon thôi. Đội Xà Bì trưởng có kinh nghiệm nấu ăn dày dặn, vậy đội bánh tráng trộn có lo sợ gì không ạ? Không thì có sao nấu vậy thôi chứ đâu sợ gì. Dạ, tụi tôi là kiểu thiệt tình. Đúng, ăn no thôi, tại vì cuộc sống mà ăn no thôi, đâu cần ăn ngon gì, no bụng là được rồi. Còn đội anh Giang thì sao ạ? Thì đội tôi thì lát chắc không nấu đâu. Ủa? Tại vì biết nấu đội kia qua ăn ké, đội kia qua ăn ké.
Vậy xíu mình ra siêu thị mình mua đồ ăn sẵn đi. Mua gà ủ muối nó ủ xong rồi cái mình ăn luôn. Rồi. Ăn gì nữa? Đồ siêu thị bán sẵn giờ sẵn nhiều lắm. Có cơm chiên rồi nó mua sẵn ăn thôi. Đi cực quá trời, đây thời buổi hiện đại rồi ai nấu ăn nữa. Thời buổi hiện đại rồi ai nấu ăn nữa. Ăn no thôi, đâu cần ăn ngon gì, no bụng là được rồi. Mình nói xong là nấu gì ăn đó. Thành Khi nấu ăn tối nay có đề bài đó à? Đề bài luôn. Bài, bài nó khó đó, dù chơi không có được lấy gia vị đó là cho bên nấu ăn ngon sụm nụ liền. Chứ nấu ăn ngon thì đây sao làm lợi. Thì có một cái chút chút. Sau khi ban tổ chức công bố đề bài, các anh sẽ được nhận tiền để tính toán món ăn và mua nguyên liệu. Dạ rồi. Ok. Ở đây gần nhà anh nè, thôi đưa hết tiền đây qua nhà anh ăn chứ. Đúng rồi đó. Hợp lý. Ngon nữa. Máy lạnh rồi, máy ở phòng riêng đồ. Mát mẻ. Có chè xin xám bánh lọt nữa. Quá tuyệt vời. Rồi có cảnh trí cho đoàn quay nữa. Trời ơi, thế đó mày hề. Thôi tính vậy đi. Nấu nướng chi mệt quá. Đúng rồi. Đi làm cực khổ ra đây để hành trình cuối tập cuối luôn rồi. Nước uống thì chắc kêu đồ bệnh nì. Nước uống thì chắc kêu đồ bệnh nì. Chứ gì nữa, ê hề, 15 xe tải qua. Ôi, ghê chưa 15 xe tải. Em muốn uống sinh tố Cuvin nữa. 5 giờ mở. Tướng bị dẹp luôn. À, tướng bị dẹp luôn. Con này láo. Tết người ta mới dẹp. Tết đâu có bán đâu hả Lâm? Dạ bán luôn anh, bán. Ủa mà thường anh cũng không đi siêu thị, anh mua đồ cho chị Quỳnh nấu Tết hả? Mua đồ cho con rồi đó. Quỳnh làm hết em ơi. Rồi hết rồi. Không lo gì gia đình nữa đó. Quỳnh lo hết, hoặc là Quỳnh không lo gì gia đình nữa đó. Lo chứ anh, trời ơi. Lo bạc đầu luôn á. Lo lắm. Kiếm lúa. Kiếm lúa bạc đầu chứ. Phân ra. Anh hay vậy quá. Bởi vậy giờ anh cô đơn tới giờ. Cô đơn tới giờ. Thôi đi siêu thị ra anh em ơi. Bây giờ đi siêu thị nào ta? Bây giờ anh em mình gọi là cũng đang hề dư tiền nha. Không biết nấu món gì mà đề bài là anh em mình cũng đang có rụng rỉnh. Nên em nghĩ là vô đó anh em lót bụng trước đi. Đúng. Okay. Mua cái gì lót bụng trước đi. Còn lại xíu xíu là anh em mình nấu là được rồi. Đề bài mà khó quá mình buông bỏ luôn. Thì buông bỏ, đề gì thắng cũng ok rồi bây giờ. Ăn rồi. Bây giờ đâu còn ngủ trong ngủ ngoài gì nữa đâu. Đúng rồi. Không, bây giờ tính ra là nấu không có đề bài bên em còn khó, có đề bài là hả còn khó ăn. Đúng không anh? Nấu ví dụ không có đề bài nấu bậy nấu bạ tết ăn cũng được tết thì còn có đề là phải nấu chính xác cái món mà có đề là phải đi mua đúng cái đề nữa. Đúng rồi. Mà có đề mà nhiều khi đề nó gọn quá thì không biết mua gì. Đề bài của nhóm của bánh tráng trộn là món Phật chạy tường. Không, vậy giờ mình lấy tiền mình mua anh Giang đi. Mua anh Giang đi. Anh nấu cho mình. Chúng tôi bán nha. Bán đồ anh. Mua anh Giang. Thì chúng tôi bán đó, bây giờ là rất là cầm căn nhà Lâm là... Cầm cái quán hả? Anh ơi, em chỉ có một căn nhà duy nhất thôi mà cầm luôn. Thôi đi xịn em ơi. Đi thôi, bye bye. Thôi, tới địa điểm tiếp theo thôi. Yeah. Chào mọi người.
các bạn vừa mới xem xong tiết mục Mai Hoa Thung của đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường biểu diễn. Các bạn thấy như thế nào ạ? Tuyệt vời. Hay tài năng quá. Rồi, xin cảm ơn Tình, xin cảm ơn bạn. Như các bạn cũng biết ha, thì nghệ thuật múa lân cũng như là sau này là có thêm múa sư tử, múa rồng nữa, là một trong những môn nghệ thuật mà người Hoa đã mang vào Việt Nam cũng như là đi khắp châu Á và bây giờ là ra thế giới nữa. Theo cái quan niệm của người châu Á thì cái hình ảnh của con lân, con sư, con rồng là những cái con linh vật mang lại may mắn. Đó là lý do mà biểu diễn Lân Sư Rồng thường xuất hiện vào mỗi cái dịp như là Trung Thu nè, rồi khai trương, lễ Tết vân vân, đặc biệt là Tết đúng không ạ? Trước khi đến với cái thử thách tiếp theo thì xin mời các bạn gặp gỡ với ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh và là Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5. Chào anh. Dạ, chào anh. Dạ. Hôm nay thì các bạn vừa được xem đoàn Tinh Anh Đường, một những đoàn giữ nhiều kỷ lục thi đấu nhất, đang là giữ đơn vị duy nhất tham dự giải quốc tế Singapore được bao chân vàng liên tục của 3 năm. Và hiện nay các bạn đang là đương kim vô địch của Đại hội Thi đấu Thể thao toàn quốc lần đầu tiên ở Việt Nam. Wow. Mai Hoa Thung là một trong những nội dung thi là đỉnh cao nhất của Lân Sư Rồng trên thế giới. Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tú ạ. Rồi và bây giờ các bạn đã đoán được thử thách của bạn ở đây chưa? Hả? Một lần hả chị? Trời ơi. Trời ơi chị không ơi. Kỹ năng chị ơi. Chị ơi, cái này người ta tập cả đời chị ơi. Tụi em lên một cái là tụi em thung luôn. Chắc là mình múa, múa ở dưới thôi chứ lên trên đó thì mình chỉ múa một lần trong đời thôi. Anh Tú cho em hỏi là để múa được như vậy là mình phải tập luyện tầm khoảng bao lâu thì mình được lên ạ? Thì để một cái cặp có thể lên được Mai Hoa Thung mà đạt được một cái bài diễn theo yêu cầu á thì ít nhất phải 5 năm. Ít nhất phải 5 năm. 5 năm chị ơi. Bộ môn Mai Hoa Thung này chắc chắn là rất là khó đối với các bạn rồi và còn nguy hiểm nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà múa lân thì được đúng không? Được. Được. Thoải mái chị ơi, nghề em à. Bây giờ các bạn sẽ có một cái thời gian ngắn để tập luyện và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thi ngắn ở đây. Hai đội sẽ cùng múa để coi là giám khảo bình chọn cho đội nào chiến thắng. Như thường lệ, đội chiến thắng sẽ là đội giành được cái tấm set giá trị cao hơn. Ồ, hồi xưa ở ngoài quê anh là múa là có ông Địa với lại Tề Thiên nữa nha. Dạ, mình có ông Địa, Tề Thiên hả? Có ông Địa không anh? Mình cũng có ông Địa nữa. Dạ. Nhưng mà để coi các bạn có thể làm được ông Địa không? Ông Địa là rất là khó đó nha. Ủa vậy hả? Ông Địa là phải tạo dáng rồi linh hoạt lắm. Được rồi, tụi em có ông Địa mà. Tôi mời các bạn hãy coi xem huấn luyện viên sẽ dạy các bạn một vài động tác. Giờ chia sao? Vậy em làm cái đuôi cho, em làm cái đít cho. Em cái đuôi phải rinh á. Thì em rinh được không hả? Ủa anh ông Địa hả? Uổng vậy? Hiếu khi nổi anh ông ta. Hả? Hỏi anh ông Địa cho. Thử đi, cứ tập thử đi. Tập thử đi. Múa đi, cho mình xem đi. Đó, hay quá Tứ ơi. Hay quá trời ơi. Rồi giật con mắt. Con lành điên. Rồi chào khán giả, chào khán giả. Chưa thôi, chữ gì? Ủa, ai vậy? Ai vậy? Đâu, hai, ba. Okay. Sao chán vậy? Ủa, lại coi, hai, ba. Cao mã. Được không anh? Không. Không được hả? Sao nữa anh? Thêm thế đi. Ngược rồi. Hai, ba, lên. Đau quá nha chị. Em phải nhúng xuống nữa. Có chút chứ. Hai, ba. Lên. Dính gì luôn, mày dính gì luôn. Ok. Bây giờ mấy ông này muốn chuyên nghiệp là ông nhảy á, Mai Hoa Thung cùng giờ mình nhảy cha được không? Hai, ba. Cha. Quy sai quy. Cha. Lân phải vậy, rồi vô. Mới là một. Đúng rồi. Rồi đi chân liên tục. Đúng rồi. Dỗ Hoàng Yến coi, đi dỗ Hoàng Yến. Đúng rồi, chân vậy nha. Hai lần rồi đi chéo chân nha. Dỗ Hoàng Yến với lại Minh Tú, đó. Vô đúng rồi. Một. 2, 3. Không có được, từng chữ một. Không được đâu. Rồi. Không cầm cái này nữa. Lưng này là làm ăn không lên nha. Em ơi, cái này là lưng đuổi bại rồi. Lưng này nó kỳ lắm. Này khai trương tao có mời không? Không. Anh tao có mời đúng không? Quê. Ơi, điều chỉ quá. Rồi tập tổ hợp. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nhảy cái nữa. Rồi xong, giật. Ừ, đúng rồi. Mệt quá.
Mới tập không đủ hồi hộp rồi đó. Mệt thiệt á. Trước khi bước vào cuộc thi đấu ngoài lề của giải quận 5 mở rộng, nhưng mà chúng ta cũng có trọng tài chuyên nghiệp đàng hoàng. Wow. Xin giới thiệu với các bạn hai trọng tài của chúng ta là ông Nguyễn Ngọc Tú, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn Lân Sư Đoàn TP.HCM. Yeah. Và kế bên đó là ông Nguyễn Trường An, trọng tài trưởng giải Lân Sư Đoàn quận 5 mở rộng cấp chợ lớn HTV. Trời ơi, sư phụ. Không mua chuột trọng tài nha. Thầy ơi. Thầy ơi. Tụi con ở miếu. Xin chào mọi người, tôi là bên một thuộc liên kết. Đi về. Dạ, thầy giữ giùm con. Dạ, thầy giữ gì vậy em con? Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, liếm chân, liếm chân. Rồi, xuống nè, liếm, liếm hai chân. Gì vậy? Không thấy được. Cái gì vậy? Không thấy được. Ủa, ta vậy? Tổ hợp đi, tổ hợp đi, tổ hợp đi, tổ hợp đi. Chẳng, chẳng, chẳng. Dậy đi, dậy đi. Quỳ ơi, quỳ ơi. Dậy, dậy, dậy.
Dắt chân lên chỗ nè, dắt chân lên chỗ nè. Ủa sao có ba con Lân vậy? Em ơi tôi thấy là hai đàn lân đã thấm mệt rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần nhận xét của ban giám khảo ha. Không biết tạ thế nào luôn à. quá tệ. Ông địa bên lân vàng quậy quá quậy. Dạ. Yeah. Còn ông địa bên lân cam thì đầm chuẩn. Dạ. Yeah. Hình thái của hai con lân thì mình cảm đánh giá là con lân cam ổn hơn, đàng hoàng hơn, nam tính hơn. Ủa. Dạ con cảm thấy vui vẻ hơn. Thầy ơi, con lân lân thì có lân đực, có lân cái. Mà còn là con lân đực nó múa giỏi là phải nhờ con lân cái. Cho nên thầy đừng có phân biệt lân cái tụi con. Phải có cái của đực mới vui. Đúng, kêu là cái con lân mà. Cái con lân phải đực con lân đâu. Thần thái vui vẻ đi ha. Lân vàng thì hơi buồn một chút. Hơi buồn hả thầy? Diễn yếu chưa? Thấy yếu ghê chưa? Vậy mà chưa vui nữa, bên kia có làm gì đâu. Mà lân cam thì vui hơn. Có những cái mã bộ nó tương đối tốt hơn. Dạ. Với tư cách là làm cho cái đoàn lân á, và cái đoàn lân này tôi thấy rằng là ban liên đoàn sẽ nghiên cứu những cái bài của hai đội lân rất là hay. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có ông địa chạy xe đạp. Dạ. Rồi lân ngồi trên xe đạp và quan hô cái sáng tạo của đội lân vàng. Thầy ơi, mình muốn lân như phải xiết khỉ đó thầy. Chỉ có điều là tiếc cho đội lân vàng là ông địa đang nửa chừng bị mất cái bụng. Dạ đẻ thầy, lúc này là cuối cùng là ý đồ là đẻ ra con lân cá. Còn đối với lân cam á, thì rõ ràng là động tác rất là tốt, bài diễn cũng rất là đúng với cái những cái tư thế, những cái bộ của múa lân. Tuy nhiên thì ông địa của lân cam á có vẻ hơi buồn thầy của trấn phong thủy ông vàng. Địa vậy sao mà thầy gia chủ có tiền được miếng nước nhận xét tiếp mày. Dạ, cảm ơn lân cam. Nhờ cái sự ủng hộ của lân vàng thì trọng tài quyết định là thầy đội thầy đội màu cam thắng, màu cam thắng. Trời ơi. Màu cam thắng. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là thực ra là cả hai đội đều rất là tốt, trong thời gian rất là ngắn ta làm được rất nhiều việc. Dạ, xin cảm ơn hai vị trọng tài đã quá bộ đến chấm điểm cho giải lân sư rồng ngoài lề bất ổn của chúng tôi ạ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn hai vị trọng tài. Dạ, cảm ơn hai thầy. Cảm ơn thầy. Như vậy là đội lân màu cam, tức là đội xà bị trưởng, các bạn nhận được chi phiếu 300.000. Dạ, yeah. Mời anh. Anh lên đi. Anh lên, ông địa lên. Hai đi em lên. Và chi phiếu 150.000 thuộc về đội màu vàng, đội bánh tráng trộn. Yeah. Thì có tiền là vui rồi. Thì sản tâu, ui xin 300.000. Còn trong lòng khán giả thì đội nào hay hơn ạ? Ai bình chọn cho đội màu cam à? Trời ơi, không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Mua hơi giả rồi. Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ? Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ?
em muốn phúc khảo lại, em muốn phúc khảo lại. Phúc khảo đi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy có sai gì không thầy? Trời ơi. Thầy chấm lộn rồi, con thấy là con người già rồi thầy ơi. Đúng rồi, thầy đọc lộn má đề rồi. Đúng rồi. Thật ra thầy là chú của tôi, thật ra thầy là chú của tôi. Trời ơi. Chơi sao lại nữa. Trời ơi. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm á. Yeah. Để cho biết rằng là cái nghề nào nó cũng vất vả hết chứ phải không đâu. Dạ. Yeah. Nghề múa lân cũng là nghề vất vả mà phải có đam mê mới theo đuổi được. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn khán giả, các bạn học sinh đã tới đây ủng hộ cho chương trình 2 ngày 1 đêm. Dạ. Yeah. Và mong các bạn hãy luôn yêu thương và ủng hộ. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.